Thì có nghĩa là họ nhà gái chúng tôi xin có 2 ly rượu
mừng họ nhà trai đã nhập gia, họ nhà gái là đúng rồi, có đâu mà anh là con như này, có thể bạn là nhận hai đi được mừng đấy. Họ cần cho nên đi đâu, nhưng mà chúng ta ngồi họ ra rất là ít, thì chắc là hai quân Su Giang thông cảm rồi. Thì bây giờ xin phép vào nhà gái thì xin giới thiệu cái thành phần đoàn nhà trai của chúng tôi hôm nay. Và người ngồi đầu tiên đây là ông anh con cộng thứ 4, mày chắc khó giới thiệu rồi. Tôi chắc lẽ là anh chị biết rồi, tôi là con và cô ruột thứ 9, và đây là phu nhân của anh, nói chung là để cảm ơn. Đây là không khó giới thiệu, đây là bà xã thôi. Có mắt ruột, tức là anh cả lớn nhất nhưng mà anh cũng mắt, cho nên là anh không thể ngồi ở trong chỗ bàn lễ đây được, thì xin báo cáo là như vậy. Đấy, cho nên là con này thì cũng như là vừa nãy các anh đã trình bày, vì điều kiện là nó cũng chật chội, đúng ra là chúng tôi đều tính là tiếp hẳn hai họ trai gái đều hết ở ngoài kia, nhưng mà theo lễ nghi thì trên đây bàn thờ tổ tiên ông bà nội các ông nội là ở trong đây, cho nên là mình ấy là coi nhà lễ đạo của mình cũng ở trong đây. Còn ngoài cái thì tôi cũng xin giới thiệu bên đằng gái đón tiếp ở nhà trai là ông Dượng của cháu, đây là bà vợ tôi, tức là cô ruột là chị của Phong. Tiếp đây là ba của cháu, và đây là mẹ của cháu, và tiếp đây là dượng của cháu, và kia là cô của cháu. Thì xin giới thiệu đó. Bây giờ xin phép hai họ để cũng xin công chuyện của hai cháu là đúng giờ, xin mời tám cái gì là hai bên xung gia thống nhất thứ trình bày một cái gì mà hai bên xung gia thống nhất cho qua rồi thì hai họ tung theo. Bây giờ nói chung mình vì con cháu giống nhiều anh ở này á. Bây giờ xin phép anh nha, thế này thì theo sự thỏa thuận thống nhất của hai bên xung gia thì hôm nay là tiền vàng của cha mẹ của vợ chồng tám. Còn cháu bao nhiêu anh trình bày với em sao vậy, em có biết đâu. Dạ. Tiền bao nhiêu, vàng bao nhiêu, rồi anh mới ba mời hai đứa lên đây rồi mời hai mẹ rồi cho lên với mẹ đưa bán nhà cho em. Dạ. Thì anh con muốn luôn. Chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi rực rỡ. Cùng hát lên lời trái tim. Giữ tình yêu dân song thân yêu dấu. Hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng, để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tin say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi của nhà ông giao luôn á, gì cũng giao, ví dụ nó đâu mình có một đứa mà có nó thành sao mày cái kiểu bên trước hai bạn thành từ năm hôm đó thì sao mày thì cho hai cái cháu
nói là của riêng của nó, không là như được đó, là của mình đó, là món 115 triệu, nói chung là anh cũng buộc xui rồi, nhưng mà chắc cũng như thế, giờ xúc động quá, nói chung tất cả vì con cháu, tất cả mọi người khác là ai cũng xin chào, nhưng mà do mình đã, nói chung đã lọc lời đủ, rượu, trà, bánh. Thì bây giờ chỉ giờ cho anh báo là 14:30, tức là 2:30 chiều. Dạ, yeah. Không nóng nó 2:30 đến kẹt mà lắm. Đi lúc nào cũng chịu. 2:30 là mất mơ, nhập gia dưới đó hả? Dạ, nhà trai, nhà gái nhập gia. Nhà gái nhập gia. Dạ, không phải số mất nhiều. Dạ, còn số lượng người bao nhiêu thì hay bây giờ. Dạ, đánh đất rồi. Dạ, sau đó theo em bây giờ là để cho nó tiền việc thì có thể là thấy là anh cũng đẹp. Tiếng người ta luôn chút nữa xong rồi là xuống nó khói cho là nó có gì đó cho nó khói phiền hại cho là chị em thời gian đấy đấy có gì là nói cho thấy biết những sự cố được xong là còn mình cứ vui vẻ nhưng mà mình mọi là cũng tổng nó nghe bây giờ là luôn thế thôi bây giờ mình nghe chào nhau mình miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son đôi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đắng duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, bóc cô dâu ta xuống kết bóng mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bóng mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Gọi nhà trai thì bây giờ là gọi nhà
tôi là như dâu đã nhập gia họ nhà trai là đúng giờ quy định thì chúng tôi là coi như là có cặp trà cặp rượu và chồng câu tức là đưa dâu đã nhập gia đúng giờ thì thưa mấy mẹ lớn cặp thì tức là có cuộc thì có nguồn. Chính vì vậy chúng tôi xin phép là hai họ cho phép hai cháu được vào đèn đèn và nhang đèn để cáo gia tiên và xin nhé. Khi đã cáo gia tiên thì công nhận kể từ giờ phút này cháu Ngân đã chính thức là con cháu của lưỡng tập bên làng trai. Dù phong tục và tập quán của mỗi miền tuy có khác nhau nhưng tự chung tất cả đều hướng ta đến sự toàn mỹ của cái đạo làm người. Cổ nhân có câu, cây có cội, suối có nguồn, con chim có tổ, con người có gia tiên. Điều đó như hàm nhắc nhở ta luôn phải hướng tâm về với cội nguồn. Không có tổ tiên sao có ông bà, mà đã không có ông bà thì cũng chẳng có ta. Và điều dĩ nhiên không có ta thì làm sao có được đôi yên ương như ngày hôm nay. Do đó trong nghi lễ thành hôn, cô dâu chú rể sẽ được hướng dẫn đến trước hương án, thắp lên những nén nhang lòng như muốn lễ, trước là tạ ơn trời Phật đã giúp cho họ có được cơ hội đạt thành sở nguyện kết tóc xe duyên, thứ đến là cáo bạch gia tiên. Kính xin quý đa sinh phụ mẫu, thúc bá đệ huynh, cô dì tỷ muội xin hãy quang lâm chứng giám phù hộ độ trì cho đôi trẻ được hạnh phúc trăm năm. Sau đó là anh đám ra mời mấy anh chị chuẩn bị cứ làm được là lớn rồi tiếp tục tại vì làm đủ hai đứa nghe được thấy chị ba đừng có đến người thứ ba nghe nếu mà giờ đã cứ đến I'm
là chị con cậu một thứ 8 và già chỉ là em ruột cơ và già thứ 9. Anh ra đứng lên về chơi chụp chung dư dư chồng bắt đem lên hùng được chứ. Anh trao nhau đêm hoang ca cùng quay nồng say.
Bởi vũ đoàn Grand Ballad như một món quà dành tặng và chúc phúc cho Đông Yên Ngương trong ngày vui. Và ngay sau đây, chương trình lễ tân hôn của Đông Yên Ngương, Quang Hương và Từ Ngân xin phép được bắt đầu. Thank you.
tương lai tươi sáng. Và buổi tiệc cưới hôm nay sẽ càng thêm ý nghĩa khi có sự chứng kiến của hai bên gia đình và cùng uống ly rượu mừng của đôi bên người. Quý vị xin được giới thiệu sự hiện diện của hai bên gia đình như sau. Về phía đại diện nhà trai xin được giới thiệu và mời lên sân khấu ông Lê Văn Hòa và bà Trần Thị Cúc là song thân của quý vị. Về phía đại diện nhà gái xin được giới thiệu và mời lên sân khấu ông Bùi Hồng Phong và bà Nguyễn Thị Thúy Nga là song thân của cô dâu. Và thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón hai bên gia đình. Sự hiện diện của hai gia đình trên sân khấu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta là sự hiện diện của một bức tranh về một đại gia đình hạnh phúc. Và ngay bây giờ, cho phép đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thưa quý vị, kính mến, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2020.
2019 nhằm ngày 10 tháng 2 năm Kỷ Hợi là một ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời của Quang Hưng và Tường Ngân khi hai bạn đã quyết định kết tóc xe duyên thành chồng thành vợ. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày vui của hai bên gia đình khi có được giao hiền dễ thảo. Và chắc chắn rằng niềm vui đó đã được nhân lên gấp bội khi hôn lễ có sự hiện diện đông đủ toàn thể quý vị khách quý, bạn bè và đồng nghiệp cùng về tham dự. Quý vị khách quý cùng các bạn chính hướng lòng xa, hôm nay là ngày trọng đại của gia đình chúng tôi. Không có gì đây là anh hôn của hai con Quang Hưng và Tường Ngân, không có gì hơn. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt hiện diện của tất cả bà con cô bác và chính hướng lòng xa. Cuối cùng không có gì, xin chúc quý vị một buổi tối ngon nè và vui vẻ. Vô hai bên gia đình đã gửi đến tất cả quý vị có mặt trong công trường, và kèm vào đó là lời thông báo tối hôm nay không say không về quý vị nha. Thưa quý vị, và bây giờ để cùng nhau hứa hẹn chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống mai sau, ngay bây giờ chúng tôi xin được mời chú rể và cô dâu sẽ lần lượt tiến về tháp bánh và tháp rượu, chung tay cắt bánh rót rượu hồng. Xin mời. Thank you.
Thank you.
sẽ chung sống suốt đời.
với nhau để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hoang thơ mộng vàng, nơi sân khấu xem địa đài. Nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa mây trời tình yêu sinh ra chúng ta. Sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mê. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi?